này, khui ra nè. Rồi bị đấy nè. Đó. Miền Tây mình mà mình làm trễ là thu hoạch mà ngay mưa đợt này nó bị sủng nước rồi nè. Ừ. Đó. Và cái cơm nó cứng ngắc. Cứng ngắc hơi cứng. Nó không mềm, ăn không được. Đó. Hiện nay là tháng 4 âm lịch rồi, gần tháng 5 âm lịch rồi thì mưa liên tục. Đó, khui ra cơm nè, là không xài được. Bởi vì khuyến cáo bà con mình là làm tháng 8, tháng 9, tháng 10 ra bông mình bán tháng 2 là ok. Không có bị tình trạng này, cái này là bông tước bỏ rồi. Thứ hai là không bán được luôn. Cực lắm, khổ lắm. Bán ăn nó chê. Ta trả lại á, mình bán kia mình phải bao, mình bán chỗ này là ta trả lại nè. Đó. Không gì bán có đâu 50.000 ký mà trái được trái không. Đúng rồi, còn xui nữa. Xui. Mưa xuống là thua nha, đối với miền Tây nha. Nè. Miền Đông cũng sượng luôn chứ đừng nói là không sượng, nhưng mà tỷ lệ ít hơn miền Tây thôi. Đó. Rồi. Ở bên đây hình như có một cái vườn của anh Trương chạy đò. Trương chạy đò. Chạy đò bên này nè. Là anh cũng làm mua sinh kinh đó. Mà không có quét khoáng với mặn thon thì nó cũng đẹp, đẹp thôi, chỉ đẹp theo cái mức đó thôi chứ không đẹp bằng mấy gì của mình. Nè. Mua sinh kinh nè. Mua sinh kinh mà trái này là là bán là thua của chuồng bò đó nha. Ê, đúng rồi, thua chuồng bò với thứ hai là thua ghi sáu luôn. Nè. Mua sinh kinh mà trái này là thua. Ai gõ là bể gai rồi. Đấy. Thứ nhất là không có kinh nghiệm gì mua sinh kim, thứ hai là không có thủ quán chéo được. Đó. Hôm nay mình qua Lục Sĩ Thành chào ông Vĩnh Long. Rồi mình giúp những khách hàng mình mua sinh kim, mình bỏ tâm huyết mua sinh kim 3 năm rồi, và năm nay là năm thứ tư rồi. Đây, đi vào bán. Thứ nhất á, là cái cây này. Năm đầu là cái như mình sẽ nháp ha. Năm đầu mình biết cách chẳng trúng bình thường. Năm đầu bây giờ là chủ vườn sẽ nháp rồi, thì năm thứ hai bắt đầu mình cách nào cũng tìm để mình giúp. Cái mua sinh kim này rất là dễ. Nó không có thần thánh gì hết á, bà con đừng cứ yên tâm, đừng có bị cuốn theo nó ha. Tức là khi mà mua sinh kim này mình được thủ phấn chéo với mẫn thon, nó đặc thù là mẫn thon, mà cái mẫn thon á, cái phấn mẫn thon là cái phấn của Thái Lan, mọi lai, phấn mọi lai. Khi mà bà con quét với ghi sáu cực kỳ tròn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà con quét với mua sinh kim vô tình nữa mình phát hiện là mình quét với mua sinh kim nó cực kỳ tròn luôn. Mà khổ này ở đây có một cái thái một à, và nó có một số chuồng bò thôi. Chuồng bò thì cũng tốt, chuồng bò mình quét chứ mua sinh kim cũng tốt, nhưng mà đặc thù của nó là Thái Lan là mạnh nhất nha, mỏng thon là mạnh nhất. Cây này nó chết láo, anh bỏ luôn, để lại mấy cái chùm này ha, mấy cái chùm này để lại hết, anh đừng lặt gì hết, chừa bơi lại hết, anh cho nó quang hợp nó thở. Cái chùm này nó tốt, nó quý lắm à. Mà cây mua sinh kim này nó dễ bệnh, mình làm trái được mùa thứ hai, mùa thứ ba trái đây thì bắt đầu cây nó thuần với cái hậu Việt Nam mình rồi, nó quen với cái pha nè, nó quen những cái lần tạo mầm của mình nè, nó quen những khí hậu nè, quen những cái nắng gắt nè, rồi tháng 10 dầm nè. Mà con thấy là năm thứ hai, năm thứ ba bắt đầu chuẩn bị làm trái nó xì mũ rồi, nó đủ thứ bệnh trên đời đó. Nhưng mà khi mà nó thần được hai ba mùa trái rồi đó thì nó dễ lắm. Và khi mà bà con cây nó thần nó bự như thế này mà bà con được quán thuộc quán chéo nó là nó rất là dễ đó. Sắp tới cuối tuần này sẽ công tác ở Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông, đi dài lên Lâm Đồng thăm một loạt khách hàng hết, đi công tác khoảng 10 ngày. Xong rồi mình sẽ quay lại miền Tây. Đi. Xong rồi anh sẽ quay lại miền Tây đăng mình. Thứ nhất là nhận những dụng sinh kim, thứ hai là nhận cả đi sáu, cả mẫn thon. Tất cả cây trồng những bà con nào mà cần mình làm trái mình sẽ đi. Một loạt hết nha. Hôm qua ghé cái chú đó. Hôm qua em ghé cái chú đó ở Thái Lai, 100 gốc gì là nó bự gấp hai cây này nè. Năm thứ 5, năm thứ 6 rồi. Chú đợi em một tháng trời em mới lên được. Chú nói bây giờ người ta kêu chặt bỏ. Làm năm rồi bán có 3, đầu tiên bán được 50 ngàn, sau bán có 30 ngàn, mưa nó sượng đó. Chú nói chú đợi con một tháng mấy trời rồi, một tháng trời rồi, hơn tháng, hôm qua ghé là hơn tháng. Mà bây giờ ở đây người ta kêu mình chặt bỏ. Mà chú nói là thà là chết sống chứ không chặt bỏ, giờ sao mà đút cái búa vô chặt được. Chết luôn à? Bởi vì nuôi 5 năm rồi cái cây nó gấp 3 lần cái này nè. Một cái cây đó nếu mà em làm là 80 trái tới 100 trái, bây giờ kêu chặt bỏ. 5 năm trời. Rồi bây giờ mình chặt bỏ mình trồng cây khác là 3 năm, 4 năm nữa. Sao chặt được? Có cách gỡ hết chứ. Thứ nhất là mình làm tháng 8 đến 9 mình né mưa đặc thù với miền Tây. Thứ hai nữa là mình thủ phấn chéo là nó đậu thôi. Mà mai cho chú là chú có mẫn thon và chú có cả ghi 60 cây nữa thì mình quét phấn là bình thường, lợi cho tư. Nha. Đó nè. Đấy. Khá đẹp. Nè. Đó. Ồ, thấy không? Mình khi mà mình làm trái mình làm không đúng nó sụp, anh thấy không? Nó sụp hết à? Nó sụp hết trơn. Rồi. Nó gặp cái tiết nóng cái nữa, nó chịu không nổi. Nắng nữa. Ừ. Nhưng mà cây này nó hay nha, anh thấy nó ra hai cây là nó lấp hết, nó ra cây mạnh lắm. Nó ra phủ liền. Nó mạnh lắm. Rồi được rồi, vậy là anh cứ để cho nó xè ra, anh đừng bấm gì nữa hết.
Nè, cái da cây mà nó hết đỏ nó đen như thế này nó thần cây rồi đó, mình dễ làm lắm. Có tới gọi một tháng mấy nó mới ra đó trời, tháng 25. Đúng rồi, thường thường nó 2 tháng nó mới có một tiết đọt và nó ra đọt mạnh. Nè. Rồi phát lo anh có phủ không? Có làm phát lo không? Quốc dạ dưới rồi nè. Quốc nhánh không hả? Dạ nè. Bông ra mập không? Mập, giữ mập lắm. Rồi sao mà nó rụng? Dưỡng nhánh vậy có mấy bông. Mày sao mà nó rụng? Nó không chịu chạy trái rồi nó đứng nó rồi nó chừng 10 ngày bắt đầu nó buông. Dạ. Cô này làm vườn cho mình đó hả? Ừ. Dạ chào cô. Ngày anh có phải quét khoảng chéo không? Hay là anh quét nó không à? Không quét nó không à. Nó với cái cây chuồng bò. Nó có cây chuồng bò này. Chuồng bò cũng đỡ tạm chấp nhận được nhưng mà chuồng bò nó không lợi Thái Lan. Không lợi nha. Thái Lan nó hay, cái phấn nó hay lắm. Trong đây nó cũng cây bự nè. Ừ. Nó cũng bự. Đó. Bây giờ bà con nào mà có loại có Muscinkin rồi thì cố gắng làm sao làm kiếm cái phấn của Thái Lan ha, quét vô. À, mình nhờ cái phấn của người ta mà người ta cho mình nhờ, người ta cũng có lợi. Nó thứ nhất là khi mà mình quét với cái Thái Lan á, quét chung với Muscinkin cái Thái Lan nó cũng tròn luôn nữa đó ha. Thụ phấn chéo mà thì người được lợi ít, nhưng mà mình giúp được người ta thì còn hơn là mình đi làm phước, mình đi làm chùa, đi chùa đó mình đi cúng kiến nữa. Nói chứ không giờ không lẽ bây giờ cây bị lớn này người ta đốn bỏ, biết bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt bà con mình ai cũng đã chăm từng cái sầu riêng từ lúc nhỏ tới lớn rồi mà bây giờ kêu đốn sao đốn đây đó. Nó không đủ mạnh á, tức là anh tuyển bông vẫn đúng bình thường nhưng mà cái hạt phấn nó không mạnh là cái trái không bao giờ tròn được. Rồi ở bữa mình lặt bỏ nó không vòng đó. Với lại cái cổ này của anh nó khó đậu lắm, cái cổ này nó khó đậu, nó qua hết tiết thận rồi, nó nắng quá nó hơi khó đậu. Cái nắng ở miền Tây mình á, em có những vườn Muscinkin là chung cổ này, ở miền Đông thì nó rất là dễ đậu tại vì miền Đông nó quen khí hậu đó rồi. Còn miền Tây mà nắng như là cờ ba mấy độ, ngày nắng mà đêm hầm thì nó khó đậu lắm. Bởi vì mình làm là mình làm tránh thuận, ngay thuận. Chứ mình làm chảy nữa, nó sổ nhìn như chăng lúc mà tháng Giêng, tháng 2 nắng quá nắng là không đậu nổi. Đậu nổi. Mình còn khó chịu được nó cây trồng. Cây này thì đỡ còn đậu chứ còn ngập sát lẫn cũng sạch hết. Mà tính ra khi mà tính kỹ lại thì cái Muscinkin này nó dễ đậu hơn tất cả những cây trồng khác. Nếu mà có thụ phấn chéo, nó chịu được thời tiết, chịu nhiệt là hay lắm. Còn mẫn thon với ghi sáo mà nó nắng kiểu đó thì cũng bạch sắc. À. Rồi, ok. Đã, đang cho tỉa nữa hả? Anh tỉa hay là anh mướn người tỉa? Anh tỉa. Rồi. Bấm cái chót. Nè, mà con đừng quan mang gì Muscinkin nha. Muscinkin vẫn có cách để gỡ hết. Và Muscinkin này nó dễ lắm. Không có thần thánh gì đâu. Mình thụ phấn chéo cái là đậu thôi à. Ai làm cũng vậy thôi. Nha. Đó, nó rất là dễ. Hiệp đã làm 2-3 năm trước rồi, cái trái nó tròn nho hết, đậu chùm hết. Đó. Có những khách hàng 1.000 cây, cái bờ bao nó trồng được một mớ mẫn thon, bờ bao nó trồng được một mớ mẫn thon, người ta quét cái bờ bao mẫn thon, ta quét lại cái Muscinkin thì nó đậu đẹp, còn ở trong lòng mấy trăm cây ở trong lòng trong không có lấy phấn chéo quét là nó nhật méo hết, cùng một miếng dưa, cùng một phân thuốc và cùng một người xịt thuốc, cùng những người chăm vườn thì bà con thấy là cái tỷ lệ mà quét thụ phấn chéo nó quyết định hoàn toàn. Ai chứ con người mà không quyết định được nhiều ha, cái thụ phấn chéo nó quyết định nhiều nhất, gần như là 80-90%. Còn con người mình và thuốc là yếu tố cũng quan trọng nhưng mà thụ phấn chéo nó quyết định gần như là muốn tất cả rồi. Kỹ thuật chút xíu, kinh nghiệm chút xíu nó làm mình thành công rồi. Không à. Ha. Thắt mùa nhưng mà cầu cứu là cũng phải chơi hàng xịn rồi mà coi. Ủa đi con gót nè. Đó. Cái này là sản phẩm chiên ra rễ nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, Nguyên Nam Nguyên Kiện. Canh đại dương nè. Cái này anh đi cho anh 1 lít 500 lít nước. 1 lít 500 lít nước. Cái này anh cộng với kéo độc một thang anh tưới 500 lít. Đại dương này cũng vậy luôn, 1 lít 500 luôn. Đại dương này cộng với cái phun vít ra rễ trong này, lấy nè, cái hũ tròn tròn bự trong đây nè, đây hũ này 500 lít nước, phun vít ra rễ rồi, ok, tức là thằng hũ này cộng với thằng đại dương này, nè phun vít ra rễ này cộng với đại dương, còn hai thằng này thì anh cộng chung, thằng unicorn rod với thằng kéo độc ngọc thăng này thì anh cộng chung,
Thằng này cũng lít 400 lít nước, này túi nữa nè, nó có túi 2 kg. Anh túi, anh túi anh ghi túi 500 lít luôn đi. Một túi 500 lít. Rồi. Đó. Nhà vi lượng thì anh muốn cộng giờ nào anh cộng ha. Rồi, nó dễ. Chung vi lượng nó dạng tinh thể không à, nó không có túi gì hết á. Nó bột á. Bột hả? Dạ, nè, đây đây xì. Một ký nó anh pha cho em khoảng 800 tới 1000 lít nước tới gốc. Một ký. Một ký. Nhẹ vậy rồi, tại vì những dòng này rất là xịn nè. 800 lít đi. Dạ. Đó. Đây xì nè. Cái xì 600 lít nước. Cái xì với kẽm này phun chung luôn cũng được. Nào cũng 600 hết, đó với phun trên lá. Đó. Rồi, hôm nay em sẽ gán giúp anh mua xin kiên dược cạn thành công. Đúng rồi, chai này 500, phốt 680. Do mình cháy lá. Mình cháy lá. Đây mình cho túi phốt với tiếng trùng. Cặp này, chai này với chai vô tiếng trùng này cũng 500 luôn. Đó, anh cộng lên tưới 500 lít nước. Tưới nó xong 5 7 ngày sau tưới dưỡng rễ lại. Cho nó bệnh cái đi, xử lý bệnh cái đi 5 ngày sau. Tưới dưỡng rễ lại. Rồi.